show diễn lần sau đến từ nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. See you and good night. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng enjoy vào cái khoảnh khắc này để xem trọn vẹn những thiết kế của Tuấn. Cho dù có được khen, được chê hay được như thế nào nữa, Tuấn cũng rất là hạnh phúc vì bỏ được mọi người quan tâm. Vì chỉ có trời muốn mới cho mọi người quan tâm thôi, chứ không phải ai cũng được quan tâm à. Cảm ơn! Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.